Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Sapa về kết quả tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ huyện Sapa đến tháng 7 năm 2018 và những khó khăn vướng mắc cần tập trung giải quyết. Tham dự có các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đặng Xuân Phong ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật của huyện Sapa đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho rằng, so với kỳ vọng và yêu cầu chung, những kết quả Sapa đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế nổi trội của địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Sapa cần phải nhận diện rõ những hạn chế và chỉ ra được nguyên nhân để có giải pháp trong thời gian tới. Có như vậy mới sớm chủ động hoàn thành các mục tiêu đề ra từ nay đến năm 2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Sapa và các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ, công việc chi tiết cụ thể. Công tác quản lý nhà nước phải đảm bảo hài hòa, không gây tâm lý bất bình trong nhân dân. Kiên quyết xử lý cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Vũ Hùng Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sapa khẳng định, qua gần 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết số 04 ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng huyện Sapa phát triển toàn diện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, so với mục tiêu nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong 37 chỉ tiêu chính đã có 9 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu đạt trên 70%, 6 chỉ tiêu chưa đạt, khó hoàn thành. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo chủ chốt huyện Sapa thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra đến năm 2020 còn rất nhiều khó khăn vướng mắc, rất cần sự chung tay tháo gỡ của các ngành trong tỉnh. Những nội dung tiếp theo tại cuộc làm việc này sẽ được chúng tôi thông tin trong chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Vừa qua, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh đã có cuộc làm việc tại huyện Bắc Hà về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019. Tại buổi làm việc, sau khi báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn thời gian qua, huyện Bắc Hà kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh sớm tham mưu với tỉnh ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất dược liệu trên địa bàn huyện. Có ý kiến với tỉnh cấp kinh phí theo hồ sơ được phê duyệt đối với các hộ trồng rừng phòng hộ năm 2017, quan tâm bố trí vốn sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nước sinh hoạt bị hư hỏng. Có ý kiến với tỉnh và các sở ngành liên quan đầu tư cấp điện cho 5 thôn của xã Nậm Đét để hoàn thành xã nông thôn mới. Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh ghi nhận những ý kiến kiến nghị đề xuất của huyện Bắc Hà, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề nghị huyện cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khai thác tốt lợi thế về đất đai, khí hậu, tập trung phát triển các sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa. Trước đó, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cùng lãnh đạo huyện Bắc Hà đã đi thăm và tìm hiểu thực tế mô hình phát triển cây mận địa phương và khu quy hoạch trồng cây dược liệu tại thôn Lả Dì Thàng, xã Tà Văn Chư, tìm hiểu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ kết hợp với du lịch sinh thái tại xã Lùng Phình, tìm hiểu khu sản xuất một số giống rau chất lượng cao tại thị trấn Bắc Hà. Ngày 23 tháng 8, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Simacai đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2018 cho trên 60 cán bộ, hội viên Hội Nông dân cơ sở. Trong thời gian 2 ngày, các học viên tham dự lớp tập huấn được truyền đạt, nghiên cứu các nội dung về công tác vận động nhân dân, hướng dẫn thực hiện quyết định số 81 ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Simacai lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2021, một số nội dung về chế độ chính sách cho vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và một số chuyên đề liên quan đến nghiệp vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2018. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân cơ sở
về vị trí, vai trò và chức năng của cơ sở hội, các kỹ năng, phương pháp triển khai công tác của cán bộ cơ sở hội, chi hội. Trên cơ sở những kiến thức được tiếp thu, đội ngũ cán bộ tại cơ sở sẽ vận dụng để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại cơ sở. Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà vừa phối hợp tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K51 tại huyện Bắc Hà. Tham gia khóa học có 61 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban ngành của huyện và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện. Trong thời gian hơn 2 tháng học tập, các học viên đã hoàn thành các nội dung của khóa bồi dưỡng với 16 chủ đề thuộc 3 nhóm kiến thức cơ bản, kiến thức chung về hành chính nhà nước, quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, các kỹ năng cơ bản. Bên cạnh đó, trong chương trình học, các học viên đã được đi nghiên cứu thực tế tại xã Thải Giang Phố để tìm hiểu thêm về hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ, tìm hiểu mô hình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 70%. 53 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành của huyện, bí thư, phó bí thư Đảng bộ, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các xã thuộc huyện Simacai cũng vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 50. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập 18 chuyên đề lý thuyết, 2 chuyên đề báo cáo và đi thực tế tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành chương trình, trong đó 4 học viên đạt loại giỏi, 36 học viên đạt loại khá. Việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên cho đội ngũ cán bộ nhằm mục đích giúp cho đội ngũ này được trang bị những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, về quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ, một số kỹ năng điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Từ đó giúp học viên hệ thống được kiến thức và vận dụng có hiệu quả trên mỗi vị trí, chức danh, công tác khác nhau. Ngày 23 tháng 8, Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện huyện Bảo Thắng phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2018. Ngày hội có sự tham gia của 630 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân trên địa bàn. Với cái tinh thần một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại, thì chúng tôi cảm thấy là ngày hôm nay được tham gia cái chương trình hiến máu là vinh dự, cũng là trách nhiệm của tuổi trẻ chúng tôi với cuộc sống cộng đồng, với an sinh xã hội. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là sẽ tới đây sẽ có nhiều chương trình tình nguyện hiến máu hơn nữa để chúng tôi có thể tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình, góp phần để giúp đỡ nhiều những người bệnh, những gia đình đang có hoàn cảnh khó khăn đến cần những giọt máu quý báu này. Lần đầu tiên thì tôi cũng hơi hồi hộp và cũng là lần đầu tiên cho máu, nhưng tôi thấy là hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp và muốn chia sẻ những khó khăn cho những người bệnh. Tôi thấy rất là vui là mình có sức khỏe để cho những giọt máu chia sẻ cho những người bệnh. Ngày hội đã thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã tiếp nhận được 440 đơn vị máu. Thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Bảo Thắng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa của chương trình hiến máu tình nguyện, đồng thời tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của tỉnh, thì từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai có 8 người chết do chó dại cắn. Có nhiều nguyên nhân làm gia tăng số người chết do chó dại cắn, trong đó có việc người dân chưa chủ động trong tiêm phòng triệt để cho đàn chó nuôi của gia đình, cũng như những người bị chó mèo nghi dại cắn vẫn chưa đi tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng dại theo quy định. Bệnh dại đang có diễn biến phức tạp, không theo mùa, vì vậy mà việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi cần được thực hiện triệt để, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền giữa động vật và người. Virus xâm nhập vào cơ thể qua các vết cắn, liếm, vết cào da, niêm mạc bị tổn thương, vết thương hở và được nhân lên nhanh chóng và hướng tới hệ thần kinh trung ương, gây nên những kích động điên dại và kết thúc bằng cái chết. Bệnh dại là bệnh rất nguy hiểm đối với con người, bệnh có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Trong đời sống, rất nhiều gia đình có nuôi súc vật như chó, mèo là loại vật nuôi có nguy cơ lây nhiễm dại cao nếu không được tiêm phòng vaccine dại. Trong tháng 3 đầu năm 2018, tại tỉnh Lào Cai đã xảy ra 2 trường hợp bị tử vong do chó dại cắn tại Bảo Yên và Sapa và một trường hợp đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng. Để phòng dại một cách hiệu quả, cách tốt nhất là người dân chủ động tiêm phòng dại cho chó đúng định kỳ. Thời gian tiêm phòng là tháng 3, tháng 4 hàng năm. Ngoài ra, hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn chó mèo mới phát sinh hoặc chó mèo đã hết thời gian miễn dịch bảo hộ. Ngoài việc tiêm phòng, chủ nuôi chó phải thông báo đăng ký việc nuôi chó với cấp trưởng thôn, tổ, cam kết nuôi chó hoặc xích đeo dọ mõm cho chó, giữ chó trong khuôn viên gia đình. Không chơi đùa với súc vật, nhất là trẻ nhỏ. Không để súc vật liếm vào da người, nhất là những vết thương hở.
Tuy nhiên hiện nay tại một số phường, thành phố Lào Cai vẫn còn hiện tượng thả rông chó không đeo rõ mõm. Khi phát hiện chó mèo có biểu hiện bất thường, chủ vật nuôi phải nhốt, xích con vật đó và con vật bị cắn để theo dõi, đồng thời báo cho nhân viên thú y cấp xã. Tuyệt đối không được vận chuyển, giết mổ hoặc bán chó mèo mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại đi nơi khác. Khi bị chó mèo mắc bệnh dại cắn, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý vết thương và tiêm phòng, theo dõi con chó đó trong vòng 15 ngày. Theo quy định tại Nghị định số 90 năm 2017 của Chính phủ, thì chủ vật nuôi phải chịu mọi chi phí khi có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và xử lý chó. Trường hợp chó mèo cắn cào người hoặc có chó mèo mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại cắn cào người, trừ các trường hợp mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ nuôi chó, phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành vi không tiêm phòng vaccine bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo rõ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.